kéo cho nó dễ. Nhật lên. Tại vì á, cái này nè nó bùng ở dưới quá, nó sâu quá. Dở cái đít chịu chịu lên. Rồi đi qua kia lộ giật lên luôn à. Giờ này nhắn nhắn xe là làm dễ. Cuốn này cũng xèo à. Kéo mà kéo một lượt mới lên nổi này, kéo chứ kia ngưng rồi, chiếc kia ngưng rồi không kéo. Chơi liều mạng luôn. Thank you.
Rồi, rốt cuộc con đã giải cứu thành công. Cái gì vậy? Rồi bây giờ